Tạ Đình Đề, từ người ám sát trở thành cận vệ bên Bác. Chào mừng quý vị đến với Ánh Sao Vàng. Quý vị thân mến, có một người không có cấp bậc, chức vụ, không hề giữ trọng trách trong quân đội, trong chính quyền mà đã có nhiều huyền thoại. Trong kháng chiến chống Pháp, từ Liên Khu 3, Liên Khu 4, Bình Trị Thiên, Việt Bắc, các chiến sĩ quân đội nhân dân đều biết đến ông. Tên tuổi của ông vang mãi tới Nam Bộ xa xôi, đặc biệt ở miệt Cống Thần, Chợ Đại, Hà Nội. Bà con nhắc đến ông với thái độ khâm phục, kính nể, trân trọng. Người đó chính là ông Tạ Đình Đề. Thân thế của Tạ Đình Đề. Tạ Đình Đề còn có tên gọi khác là Lâm Giang. Ông sinh năm 1917 trong một gia đình nghèo tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã phải sang Trung Quốc làm công nhân tại công ty Hỏa Sa, rồi tham gia vào hội cứu quốc do Việt Minh tổ chức. Ông đã từng tốt nghiệp xuất sắc tại trường quân sự Hoàng Phố, sau đó được đào tạo để trở thành gián điệp. Ông được kết nạp đảng vào năm 1946, được cử hoạt động cùng với phái đoàn Mỹ trong phe đồng minh. Sau đó được Mỹ cử đi đào tạo nhảy dù. Đến năm 1944, ông được Mỹ và Tưởng đưa về Huế hoạt động. Cuộc đời ông là một chuỗi những câu chuyện bí ẩn, có thể nói là kỳ lạ. Ông hoạt động cách mạng với những câu chuyện được ví như huyền thoại, thậm chí là một chuỗi oan khuất. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các câu chuyện kể về ông được mọi người xung quanh và bạn bè ông kể lại. Hoan hô Đại tướng Võ Nguyên, giáp Tà thắng trận, Điện Biên trở về. Hoan hô anh Tạ Đình Đề, trước đi theo địch, nay về với ta. Bài thơ trên của bút tre chính là nội dung câu chuyện đầu tiên mà Ánh Sao Vàng muốn giới thiệu tới các bạn. Sự nghiệp của Tạ Đình Đề. Mọi người kể lại, Tạ Đình Đề là tình báo của địch. Ông được giao nhiệm vụ là theo dõi và ám sát Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào một bữa trưa, Bác cho người lấy thêm một bộ bát đũa. Các đồng chí bảo vệ thấy lạ hỏi: "Thưa Bác, khách vẫn chưa đến à?" Bác mỉm cười trả lời: "Vị khách đến lâu rồi, nhưng các chú không biết để tiếp đón đấy thôi." Rồi Bác nói to: "Xin mời anh Tạ Đình Đề vào ăn cơm trưa với tôi." Rõ ràng là Tạ Đình Đề đã bị lộ và ông biết rõ điều đó. Thấy bị phát hiện, ông nhảy ra đứng trước mặt Bác. Không ai biết hai người nói chuyện gì, chỉ biết sau cuộc nói chuyện đó, ông đổi mục đích nói: "Vậy tôi quyết định chấm dứt nhiệm vụ của địch giao cho và xin đặt mình dưới quyền sử dụng của Bác." Từ đó, Tạ Đình Đề trở thành cận vệ thân tín của Bác Hồ và nhiều lần ông đã chứng tỏ tài năng xuất chúng của mình. Câu chuyện thứ hai liên quan đến tài năng bắn súng của ông. Dân gian ví tài năng bắn súng của ông như phim. Theo lời kể lại của Vi Hải, thành đội trưởng Hà Nội, thì Tạ Đình Đề chuyên dùng Browning, hai khẩu hai tay, cứ vẩy một cái là trúng. Có lần viên sĩ quan tàu tuyên bố, người Việt Nam không ai biết bắn súng, giống như một lời mỉa mai. Tạ Đình Đề thấy thế rất tức giận, nhưng cố kiềm chế và nói nhỏ nhẹ, từ tốn: "Nếu ông thích thì tôi xin hầu. Có gì ông dạy bảo." Viên sĩ quan thấy vậy đã thách đấu, ai thua thì phải đãi một bữa trong nhà hàng. Dù chẳng có đồng nào trong túi, nhưng Tạ Đình Đề vẫn nhận lời thách đấu với viên sĩ quan tàu ấy. Ông sĩ quan kia vui vẻ, tự tin với tài năng bắn súng của mình. Nhưng tiếc rằng ông bắn 5 chỉ trúng 3, đến lượt Tạ Đình Đề, ông bắn 5 phát trúng cả 5. Một câu chuyện khác không kém phần căng thẳng, đó là lần Tạ Đình Đề tham dự buổi trình diễn khi một ca sĩ vừa bước lên sân khấu, còn chưa kịp chào, Tạ Đình Đề đã rút súng bắn chết diễn viên ngay trên sân khấu, khiến khán giả bàng hoàng. Khi khám nghiệm tử thi, họ phát hiện một điệp viên định lợi dụng cơ hội để ám sát các lãnh tụ. Huyền thoại xuất quỷ nhập thần. Nhắc đến Tây Tiến phải nhắc đến Hòa Bình, và nhắc đến Tây Tiến phải nhắc đến Tạ Đình Đề. Trong kháng chiến chống Pháp, từ Liên Khu 3, Liên Khu 4, Bình Trị Thiên, Việt Bắc, các chiến sĩ quân đội, nhân dân đều biết tên ông. Đồng đội của ông vẫn truyền tụng tên tuổi của Tạ Đình Đề vang mãi tới tận Bưng Biển, chiến khu U Minh, tới đô thị Nam Bộ xa xôi. Biết bao giải thoại được thêu dệt xung quanh ông Tạ Đình Đề. Tạ Đình Đề là người kín đáo, ít muốn nói về mình. Chính đồng đội của ông ở Tây Tiến lại thường nhắc đến ông. Ví dụ, trong những trận đánh ở Mai Châu, các cựu chiến binh hay kể tài chỉ huy của hai đại đội trưởng Quốc Tuyển và Vạn Thắng. Thế nhưng cả hai ông Quốc Tuyển và Vạn Thắng đều khẳng định công đầu thuộc về Tạ Đình Đề. Bởi vì chính ông Tạ Đình Đề làm chiến sĩ quân báo dũng cảm, luồn lách vào lòng địch, nắm chắc lực lượng và cách bố trí trận địa của địch, vạch đường tiến cho đồng đội. Bây giờ du khách đi trên con đường số 6 qua Mai Châu, Mộc Châu không còn thấy dốc cao đèo hiểm,
Quốc lộ 6 mở rộng thành nhiều làn xe chạy với tốc độ cao. Hai bên hoa đào, hoa ban nở đầy lãng mạn. Khó ai ngờ rằng, những ngày Tây Tiến dốc đẹp là con đường rừng độc đạo, hiểm trở, đèo dốc hun hút, được ví von là con đường bách nhân khứ, nhất nhân hồi. Trăm người tới chỉ một người về. Trong những câu chuyện của đoàn binh Tây Tiến thì chiến thắng dốc đẹp đã đi vào huyền thoại. Chỉ với hai tay súng là khu trưởng Hoàng Sâm và Tạ Đình Đề đã chặn đứng cả đội quân Pháp thiện chiến. Thậm chí, chỉ một mình Tạ Đình Đề được ví như con sư tử trên đỉnh dốc đẹp với tài năng bắn súng thiện xạ, bách phát bách trúng, khiến quân Pháp không vượt qua nổi con dốc, đành co cụm về Chiềng Sại. Sau trận dốc đẹp, Trung đoàn 52 Tây Tiến được hình thành, đảm đương nhiệm vụ hoạt động trên địa bàn Tây Bắc. Tư lệnh mặt trận Hoàng Sâm trở về khu bộ nhận nhiệm vụ mới. Ông Tạ Đình Đề được Tư lệnh Liên khu 3 điều động về Liên khu, làm phó ban tình báo Liên khu kiêm đội trưởng đội biệt động Liên khu 3. Chính trong nhiệm vụ mới này, ông lại khiến cho quân Pháp trong thành Hà Nội phải kinh hồn bạt vía khi nghe tên. Chính quân Pháp trong nội thành cũng góp phần thêu dệt nên những huyền thoại xuất quỷ nhập thần của Tạ Đình Đề. Đồng đội của ông nhắc lại, với nghề tình báo của mình, người đội trưởng biệt động thành gan dạ đến táo tợn Tạ Đình Đề đã nắm và cung cấp cho cấp trên nhiều tin tức tình hình địch. Thiếu tướng Văn Phác Vi Von, cánh tay phải Tạ Đình Đề đã làm cho quân khu khiếp sợ suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến, không một phút nghỉ ngơi. Thấy chuyện bất bình chẳng tha. Chuyện kể ở tuyến đường Diêm Điền, Nga Sơn, Rừng Thông, Cầu Bố, có một tên đại gia buôn lậu hoành hành. Một hôm, có một vị khách ngồi ở quán nước gần đó. Vị khách này có thân hình nhỏ nhắn. Ông gọi một ly cà phê, rút điếu thuốc châm lửa hút, rồi ném bao cô táp lên mặt bàn. Trước bàn của ông có một ông khách cao to khác đang ngồi ôm một cô gái trẻ, thức ăn đầy trên bàn. Ông khách nhỏ nhắn luôn tỏ ra khó chịu trước hành động này. Thấy vậy, người khách cao to kia gọi chủ quán ra quát mắng. Ông khách nhỏ nhắn không chịu được đã đứng dậy, đôi mắt như tia lửa và nói: "Mày đã nghe tên Tạ Đình Đề chưa?" Thấy vậy, người khách cao to, tay đang cầm khẩu súng giật mình rơi xuống đất, hắn quỳ xuống và xin tha. Tạ Đình Đề giáo huấn cho hắn một bài rằng: "Trong khi nhân dân đang gian khổ kháng chiến chống thực dân, đế quốc, các chiến sĩ hy sinh trên mặt trận mà mày dám ở đây ăn chơi đú đòn." Sau câu chuyện đó, cả vùng Cầu Bố thuật lại câu chuyện rằng Tạ Đình Đề đạp một cái, tên buôn lậu bay bắn qua đường, không nhúc nhích. Từ đó, nhân dân không còn thấy tên buôn lậu hạch sách ở đây nữa. Đó có thể là những câu chuyện được người kể, được nhân dân vì yêu quý, kính trọng mà có phần nói hơi quá. Nhưng chắc chắn trong những câu chuyện ấy, cái cốt vẫn là sự thật. Với người dân, Tạ Đình Đề là người nhiệt huyết, ông lại yêu, ghét theo kiểu Lục Vân Tiên. Nên những việc làm của ông được người dân yêu thích, truyền tụng, lấy ông làm tấm gương sáng. Khi được hỏi về các câu chuyện được nhân dân truyền tai nhau, Tạ Đình Đề nói: "Ôi giời ơi, chúng nó bị ấy mà." Rồi ông cười nói tiếp: "Làm gì có chuyện đó, chuyện về tớ cũng như chuyện về bút tre." Các bạn thân mến, cuộc đời của Tạ Đình Đề giống như những trang tiểu thuyết. Có lẽ trong tất cả các câu chuyện thì câu chuyện ông bị đưa ra trước vảy móng ngựa thu hút đông đảo người chú ý nhất. Có lẽ do ông là một con người ngang tàng, thẳng thắn, dám bảo vệ những việc ông cho là đúng, nên cuộc đời của ông cũng lắm thăng trầm. Ngày 7 tháng 6 năm 1976, ông bị đưa ra vảy móng ngựa lần đầu tiên với tội danh cố ý làm trái, nhận hối lộ và tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa. Theo lời kể của nguyên phó viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, tiến sĩ Dương Thanh Biểu, thì lúc đó Tạ Đình Đề ngồi ở ghế bị cáo, với dáng vẻ gầy guộc, tóc tai thì bù xù, mặt nhăn nheo, nước da xanh xao, mắt quầng thâm nhưng vẫn mang ánh mắt tinh anh. Vụ án của Tạ Đình Đề là một vụ án nghiêm trọng, được cả xã hội quan tâm. Những ngày xử án nắng gắt như đổ lửa, nhưng người dân Hà Nội cùng với người dân của các tỉnh lân cận như Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phú vẫn kéo nhau đến xem. Đông đến mức kín cả dân tòa, tràn cả ra đường phố, thế là đủ biết tầm ảnh hưởng của vụ án và nhân vật này. Khi đó, ông là trưởng ban thể dục thể thao, kiêm xưởng trưởng xưởng dụng cụ cao su của Tổng cục Đường sắt. Do mở rộng sản xuất mà hàng hóa lại khan hiếm, nên ông đã nghĩ ra cách tận dụng những phế liệu chiến tranh. Nhờ điều này mà nhà xưởng, rồi hộ trường, nhà trẻ, khu văn phòng lần lượt được xây dựng. Công này đã trở thành tội của ông ở phiên tòa sau đó. Để khuyến khích người lao động sản xuất, Tạ Đình Đề cùng lãnh đạo xí nghiệp áp dụng hình thức khoán và trả lương theo sản phẩm và một số chính sách hỗ trợ công nhân trong quá trình làm việc. Nhờ đó, công nhân phấn khởi sản xuất, sản phẩm của xí nghiệp này ngày càng đa dạng,
thậm chí còn đem đi xuất khẩu ở 9 nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng nó lại bị luận vào tội lập quỹ trái phép, tham ô. Ở tòa án, theo các cáo trạng, thì Tạ Đình Đề đã có những hành vi phạm tội nghiêm trọng như tổ chức móc ngoặc, chiếm dụng thiết bị máy móc của nhà nước đem về xưởng sử dụng, phá lẻ thiết bị, sử dụng vốn kinh doanh trái quy định, chính sách, lập quỹ trái phép, làm ăn phi pháp và tham ô. Bản cáo trạng trên không hề có chữ ký của đoàn thanh tra, cũng không có ngày tháng. Không biết do ai lập, vì vậy đây là văn bản không có tính pháp lý. Dựa vào những điều phi lý này và một số điều khác, đến ngày 12 tháng 6, tòa đã tuyên án Tạ Đình Đề không phạm tội và tuyên bố tha bổng ngay tại tòa. Phiên tòa này kéo dài 6 ngày đã làm chấn động dư luận lúc đó. Nhiều anh em công nhân đứng trước nhà tù Hỏa Lò, tay ôm hoa để tặng cho Tạ Đình Đề khi ông bị dẫn từ nhà tù sang tòa án. Cũng theo lời kể của tiến sĩ Dương Thanh Biểu, khi tòa tuyên án, quảng trường tòa án như vỡ trận, mọi người đến xem vỗ tay, tung hoa. Nhiều người đến dự thì bật khóc vì sung sướng, những bó hoa tươi thắm được gửi tặng Tạ Đình Đề, giống như một người anh hùng vừa trở về từ trận mạc gian truân. Thêm một điều đáng nói ở đây, suốt từ khi tòa tuyên án, Tạ Đình Đề không được khôi phục quyền lợi và danh dự. Kể từ khi vào tù, tiêu chuẩn của ông bị cắt hết, mà vào thời kỳ ấy, đời sống của gia đình ông gắn với tem phiếu, với sổ gạo. Giữa lòng Hà Nội, vợ ông đã rất vất vả trong thời gian ông chờ ra tòa xét xử. Gia đình ông sống chật vật, thiếu thốn. Vợ ông là một người phụ nữ chịu khó và luôn luôn tin chồng mình vô tội. Vậy mà suốt 10 năm sau khi tuyên án, gia đình ông không được khôi phục sổ gạo, tem phiếu. Cuộc sống của gia đình ông không còn chỉ là vất vả, mà hơn thế nữa là bi đát. Ngày 27 tháng 11 năm 1974, Tạ Đình Đề và Phó xưởng Nguyễn Xuân Luật bị bắt giam vì có đơn tố cáo về tội chứa thuốc nổ và vũ khí, tập hợp các phần tử xấu và rút tiền mặt chi tiêu vô tội vạ. Sau 18 tháng bị giam, Tạ Đình Đề cùng với các đồng phạm bị đưa ra vành móng ngựa. Tháng 8 năm 1985, Tạ Đình Đề lại bị bắt lần thứ hai. Đến ngày 3 tháng 9 năm 1987, Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông với tổng cộng 34 tội danh. Lại một lần nữa, Hà Nội như trải qua một cơn chấn động dữ dội hơn cả lần đầu. Không chỉ nhân dân Hà Nội và nhân dân các tỉnh lân cận kéo đến, mà cả nhân dân từ Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Hà kéo đến, những người từ các công xưởng, phố xá cũng cùng nhau ùn ùn kéo tới xem. Họ đông đến mức đứng tràn cả ra đường Lý Thường Kiệt. Tội đầu tiên phiên tòa xét đến là việc ông đã tập hợp một số thành phần, phần tử lưu manh, trộm cắp. Nhưng thực chất, những thành phần đó là những công nhân con thương binh, liệt sĩ, tù nhân đã được cải tạo mãn hạn tù, chiến sĩ bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bị thất nghiệp, họ là những người tốt. Nhiều người vừa học vừa làm, thậm chí còn trở thành bác sĩ, nhạc sĩ như thi sĩ Lưu Quang Vũ và nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Nhờ sự cưu mang của ông mà có bài Tàu Anh Qua Núi của Phan Lạc Hoa. Lưu Quang Vũ sau này trở thành kịch tác gia nổi tiếng. Ông đã lấy từ nguyên mẫu Tạ Đình Đề và xí nghiệp cao su này để làm chất liệu dựng vở kịch Tôi và Chúng Ta. Trong phiên xét xử, tòa án không thấy một biểu hiện thoái hóa nào từ những thành phần đó. Tòa không đủ căn cứ để luận tội Tạ Đình Đề. Kết luận, việc ông làm đều vì công việc, vì mọi người. Hành vi thứ hai của ông bị đưa ra luận tội. Đó là sưu tầm và phổ biến các câu ca dao, hò vè, có nội dung nói xấu lãnh đạo. Cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm soát Tối cao truy tố ông về tội tuyên truyền tư tưởng chống chế độ xã hội chủ nghĩa và một số hành vi khác của Tạ Đình Đề đều được một người luật sư biện hộ tự nguyện dùng luật để phản bác, bảo vệ thân chủ. Trong công văn gửi tòa án của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải lúc bấy giờ, Dương Bạch Liên cũng đã khẳng định Giám đốc xưởng dụng cụ cao su Tổng cục Đường sắt, tức Tạ Đình Đề, không tự ý làm mà do Tổng cục Đường sắt chịu trách nhiệm. Đến cuối cùng, hội đồng xét xử tuyên bố Tạ Đình Đề vô tội, ông được thả tự do ngay tại tòa. Tòa cũng yêu cầu phục hồi toàn bộ quyền lợi của Tạ Đình Đề. Khi lời tuyên bố kết luận của tòa phóng trên loa phát thanh, một lần nữa, những tiếng vỗ tay hoan hô đồng loạt vỡ òa. Nó giống như một cơn mưa rào sau những ngày nắng hạn kéo dài vậy. Các bạn thân mến, dù cuộc đời của ông gặp đầy những trắc trở, gặp những chuyện không tên, nhưng ông vẫn lạc quan, vẫn cố gắng sống tốt. Ông tếu đến mức tự đặt biệt danh cho mình là Tú Tài, có nghĩa là tái tù, để nói đến hai lần ngồi tù giam chờ xét xử của mình. Vào đầu thu năm 1998, Tạ Đình Đề về nơi suối vàng, ông đem đi những câu chuyện huyền thoại của mình. Ngày đưa tiễn ông về nơi yên nghỉ cuối cùng, Thiếu tướng Trần Văn Pháp, từng là chủ nhiệm chính trị Bộ đội Tây Tiến,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hà Nội. Người có nhiều kỷ niệm sâu sắc với Tạ Đình Đề, đọc điếu văn khiến người nghe rơi nước mắt. 81 mùa xuân ấy, đồng chí đã để lại cho chúng ta biết bao nhiêu kỷ niệm hào hùng, song rất đỗi êm đềm và sâu thẳm. Tạ Đình Đề, người con trung hiếu, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, người đảng viên xuất sắc, đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sau 9 năm ông mất, căn cứ vào đóng góp, thành tích khi ông tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp và cả những thành tích trong thời kỳ xây dựng đất nước, vào ngày 11 tháng 5 năm 2007, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đã ký quyết định truy tặng Tạ Đình Đề huân chương độc lập hạng 3. Các bạn vừa theo dõi tiểu sử của Tạ Đình Đề từ người ám sát trở thành cận vệ bên Bác. Đừng quên để lại cảm nhận về nhân vật ngày hôm nay và đăng ký kênh để là người nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Ánh Sao Vàng ra video. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.